Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy Quỳnh. Bây giờ Amy sẽ chấm cái kim tuyến ở đây cho cô khách nha. Tay bên đây cũng chấm một kim tuyến luôn. Mình vẽ một cái bông rất là đơn giản. Tay móng của cổ ngắn lắm các bạn. Cậu kêu Amy vẽ một cái hoa nhỏ nhỏ cho cậu. Cái nền màu tím, bây giờ Amy sẽ sử dụng màu trắng nha. Và Amy chấm đây. Mày dùng chấm trắng hay mày chấm nha. Rồi. Mày chấm 6 chấm mà bây giờ em mày sẽ dùng cái cọ giả lai. Em mày nối những cái chấm này, em mày kéo lại. Rồi mình kéo xuống cho cái cánh nó dài ở đây nè. Mình được một cánh. Các bạn thấy cái bông này rất là dễ vẽ luôn. Mình cứ cần chấm cái nhị trước thôi, cái nhị kim tuyến hay nhị màu vàng thì cũng được. Rồi mình chỉ chấm một chấm tròn mình kéo vô thôi. Những cái cánh bông nó đều như nhau hết. Rồi vậy mình đã được một cái bông. Rồi cái phần còn lại mình sẽ trang trí một chút xíu nha. Đây cái phần còn lại mình sẽ lấy cái trắng này mình chấm. Rồi đây mình xong một cái hoa rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình cho hơi nha. Rồi qua đây cũng vậy, mình sẽ dùng cái màu trắng này, màu trắng keo này, mình dùng cái đầu tròn này mình chấm nha. Đây. Đó, mình cũng chấm 6 chấm nha các bạn, là cái hoa 6 cánh đó. Rồi bây giờ mình cũng dùng mấy cái cọ này mình kéo xuống ở cánh xuống, kéo vô ngay cái nhị đây. Đây cũng vậy, mình kéo vô cái nhị. Còn mình muốn cái cánh nó mà khít với nhau nhiều thì mình chấm nhiều chấm hơn. Rồi đây cũng vậy, các bạn thấy cái hoa này là dễ, ai vẽ cũng được hết. Rồi đây cũng vậy, mình kéo vô thôi. Còn mình muốn cái cánh bự thì mình chấm cái chấm bự chút nha các bạn. Rồi em mình xong một cái hoa rồi. Rồi bây giờ em mình sẽ lấy một ít nước xăng trắng nè, mình chấm dài chấm nhỏ cái phần còn dưới. Mình canh hai bên kia mình làm cái hoa 6 cánh thì bên đây mình canh mình cũng làm 6 cánh. Rồi vậy là mình đã xong được hai cái hoa cho cực khách này. Rồi, bây giờ các bạn coi đây, hai cái hoa đây đó, rất là đơn giản dễ làm luôn. Rồi bây giờ em cho hơi tay bên đây nha các bạn, tại vì mình vẽ hoa bằng màu treo á, cái kiểu hoa mình vẽ về mình sẽ dùng màu treo dễ vẽ hơn màu thường nha các bạn. Tại vì màu thường á thì sẽ cái nước sơn nó sẽ bị khô, mình kéo cánh nó không có mướt như vậy được. Rồi bây giờ cái phần sau cùng là mình bỏ nước bóng lên đây. Bây giờ em apply nước bóng lên, mình đã có được một cái hoa rất là đơn giản luôn cho cái móng cực ngắn cô khách này ngày hôm nay nha. Bây giờ mình kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.